Anh nhìn đi, bạn gái người ta ai cũng được tặng điện thoại mới hết á. Có mình em là phải xài cái điện thoại của bác như vậy à? Bây giờ em đập nó đi, anh mua điện thoại mới cho em. Anh chắc không? Anh chắc, nếu như mà anh không mua, anh sẽ làm cháu của em. Bà nội. Anh, dây dày em bị tuột rồi. Đã. Anh, như vậy em bị tụt rồi. Thì sao? Tự cột đi chứ. Cái Long, nếu như có một ngày anh gặp được một cô gái vừa giỏi giang vừa xinh đẹp thì anh có rung động không? Tất nhiên là không rồi. Cho dù như thế nào thì anh vẫn cương quyết chọn em. Thì không, tại sao? Tại vì những cô gái vừa giỏi giang vừa xinh đẹp có rất là nhiều người theo đuổi. Chứ béo như em thì không ai thèm dành với anh đâu. Không, anh đừng hỏi em. Em ơi, ôm anh. Tránh ra. Ôm anh đi mà. Làm phiền em. Em đặt xe đi. Alo. Nè, xe của em tới rồi đó. Xe của hai đứa mình tới chưa? Em nhìn em kìa. Ăn như lợn vậy đó. Mặt béo hết lên rồi đó. Thì sao? Ăn nhiều như vậy béo lên chẳng ai thèm yêu hết đâu. Thì sao? Bộ cô ấy ăn cơm như cậu hả? Cho dù cô ấy có như thế nào thì cũng rất là đáng yêu. Ăn nhiều cho hụt miệng một chút. Tôi là Rincy, lại bị xuyên không vào tiểu thuyết trở thành nữ phụ độc ác. Rincy, em làm gì vậy? Nếu như đã không chiếm được trái tim của em thì chị sẽ chiếm lấy cơ thể này của em. Làm mẹ không hay đâu. Đây là năm em chịu không mật khẩu. Sau này cách tránh xa cô ấy càng xa càng tốt. Cô hiểu chưa? Tới nè. Qua đây. Cho dù là trong tiểu thuyết thì em cũng chỉ được yêu một mình anh thôi. Hiểu chưa? Mọi người bấm đường link trên trang cá nhân để xem những món đồ Gia Lâm sử dụng trong video nhé. Lên xe à? Từ giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt bà nữa. Lên. Em sao vậy? Em sao vậy? Tại Lindsay ghét em nên đuổi em rồi. Không thể nào, Lindsay là người biết đúng sai. Sao mà có thể vậy được? Tại Lindsay chê em nghèo nên quá không thích em. Lindsay tưởng có tiền nên muốn làm gì làm đây mà. Hay là em qua phòng của anh ở đi nha. Không được, không có tiền. Sao cậu không biết thông cảm gì hết vậy Gia Long? Không sao đâu. Những đứa nghèo như em làm sao xứng ở mấy chỗ tốt như vậy được chứ. Để em tìm chỗ khác ở cũng được. Anh đi mua đồ cá nhân với em nha. Ừ, mình đi. Hey, Gia Long. Ờ.
chuyện bạn cùng phòng của cậu tốt đã. Thôi đừng nhắc nữa. Ngày nào cậu ấy cũng ăn cắp vặt của tôi hết đó. Nè cậu coi đi, bằng chứng rành rành nó như vậy. Cậu ấy còn không chịu trả tiền cho tôi nữa. Vậy thì cậu đi báo công an đi, không là cô ấy đi rao rao sai sự thật hết về cậu đó. Thôi đâu mà tính toán với cô ta. Thôi tao đi vệ sinh xíu. Ủa Gia Long, cậu cũng ở đây nữa hả? Ủa không phải hai người đang đi mua đồ dùng hàng ngày hả? Wow, chắc mắc tiền lắm ha. Em cũng có một chai. Có gì đâu, kêu Gia Long mua cho em là được mà. Tại sao tôi phải mua cho cô ấy? Có chai nước hoa thôi mà, tôi kêu kiệt quá vậy. Nhưng mà đây là món quà sinh nhật của Lindsay. Mua chai khác là được mà. Còn hào phóng quá ha. Sao mua cho cô ấy đi. Được rồi đây. Chị Lindsay đâu có thiếu mấy cái này đâu. Mà anh với chị Lindsay thân với nhau lắm hả? Chắc anh hiểu lầm em rồi. Hiểu lầm? Vậy việc cô ăn cắp tiền của Lindsay cũng là hiểu lầm. Nè, tiền của em á, anh lấy đi. Làm gì vậy hả? Lấy đi. Nè. Ê, không phải tôi đã nói là đừng để tôi gặp lại cậu nữa hay sao? Về sớm hơn một ngày, đang định thật bất ngờ cho người yêu. Không ngờ anh muốn trà sữa, anh mua trà sữa cho em rồi. Yêu anh nhất. Ủa, sao em lại vậy? Em về không đúng lúc chứ gì? Anh giấu ai? Làm gì có giấu ai? Không dám dẫn về nhà, nên là nói chuyện chứ gì. Thèm uống trà sữa hả? Nè, uống trà sữa chứ đừng uống trà xanh nha em gái. Mất dụ dỗ bạn trai người khác đi, tưởng vậy ai hả? Anh để nó đi. Cho nó một câu được không? Anh nói đi. Em muốn, em nghe đàn bò này. Bây giờ anh còn mặc dày đến mức cho tôi nghe đàn bò của hai người nữa hả? Anh ơi, anh có nhớ em không? Em nhớ anh quá à. Anh muốn trà sữa, anh mua trà sữa cho em rồi. Đi quanh nhất. Đó, nghe đi, nghe đi. Thua em không? À, mà sao tự nghe lại mấy đoạn voi đó vậy? Tại vì bây giờ lúc nào em cũng chửi anh, hung dữ. Còn ngày xưa em hay làm đủ. Thôi giờ, nổi cả nhà gà. Những câu đó là em nói mà. Em yêu anh. Nhoa, nhoa. Anh mà không im miệng là em sẽ làm cho anh im miệng. Em yêu anh. Nhoa, nhoa. Mọi người bấm đường link trên trang cá nhân để xem những món đồ Gia Long sử dụng trong video nhé. Con trai, mua cưới một cô vợ chịu khổ với con đi. Có người chăm sóc con là mẹ yên tâm rồi. Mẹ, bây giờ con gái là cục cưng của cả nhà á. Tại sao phải chịu khổ cùng con? Người nào thật lòng thích con sẽ đồng ý chịu khổ cùng con. Cho dù người ta có đồng ý thì con cũng không được có suy nghĩ đó. Vậy mẹ có biết tại sao mà con trai lại cao hơn như là khỏe hơn con gái không? Tại vì con phải đứng trước mặt cô ấy để che nắng, che mưa cho cô ấy. Mọi người bấm đường link trên trang cá nhân để xem những món đồ Gia Long sử dụng trong video nhé.